Dương dương dương, dạo này trên Facebook nhiều thầy bà mày. Nhiều thầy bà tự xưng vậy mà cái tên mày. Chả biết bao nhiêu người bị lừa này. Bóc phốt âm sừng tùm lum tùm la hết. Rồi, chắc là các bạn cũng biết được cái mục đích mà Hoàng làm cái video này và cái short clip ban đầu, đúng không? Nếu các anh chị mà kinh doanh về bên Facebook á, hoặc kinh doanh về bên Google, nói chung là kinh doanh online, thì chắc chắn luôn đó là sẽ tham gia vào trong mấy cái group dạng như là iSocial hoặc là những cái group hội tự chạy Facebook rồi này kia vân vân mây mây đồ này kia gì gì đó. Thì Hoàng thực sự là Hoàng không biết là lý do tại làm sao mà dạo gần đây á, khi mà Hoàng thấy ở trên đó rất là nhiều thầy bà tự xưng, rất là nhiều chuyên gia về bên Facebook Ads, chuyên gia về bên Google, Hoàng cũng chẳng hiểu lý do tại làm sao nữa. Chắc là cho họ tự xưng. Nhưng mà nói thì thực ra nói cho vui vậy thôi, kể cả họ tự xưng hay họ được phong thì cái quan trọng nhất phải là kiến thức của họ và họ đã làm được gì cho những người tiêu dùng như chúng ta. Bên Hoàng cũng là một agency, nhưng mà Hoàng chưa bao giờ Hoàng tự mãn và Hoàng tự nhận mình là một chuyên gia hoặc là một ông thầy bà nào đó với 10-20 năm kinh nghiệm. Thực sự là cái mà được gọi là 10-20 năm kinh nghiệm ấy nó rất là hoang đường, nó rất là hoang tưởng, cực kỳ hoang tưởng. Bởi vì thực ra Facebook và Google nó vào Việt Nam nó không lâu lắm đâu, nó chỉ khoảng tầm đâu đó khoảng tầm độ chục năm đến 11-12 năm thôi là chính thức thôi. Mà đâu đó mà nghe mấy ông thầy mà đâu đó khoảng tầm độ 20 năm lận. Trời ơi, không biết là các anh chị kinh doanh bên Facebook hay là kinh doanh này kia như thế nào, Hoàng như thế nào thì Hoàng không biết. Nhưng mà thực sự là bản thân Hoàng là dân chuyên, Hoàng chẳng bao giờ Hoàng làm marketing theo kiểu vớ vẩn ở trên Facebook như vậy. Cái mà bên Hoàng tồn tại được cho đến ngày hôm nay đó là nhờ PR, tức là nhờ quảng bá, tự truyền tay nhau, khách hàng tự truyền tay nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hoàng không nói đến cái chủ đề đấy, Hoàng không nói để mà PR bên mình. Mà thực ra Hoàng đang muốn nói tới những cái kinh nghiệm để cho các anh chị để tìm lựa agency cho nó tốt. Và nếu như trong trường hợp mà chạy Facebook và chạy Google á, thì anh chị nên chuẩn bị cho mình những cái thứ gì để mà anh chị có thể tìm được cái đơn vị cho nó đúng. Đầu tiên, nếu như trong trường hợp các anh chị đến tìm agency mà các anh chị muốn cái agency đó nó chạy, nó hiệu quả cho mình, thì việc đầu tiên hãy xem cái profile của nó. Cái profile là cái bảng năng lực, là trước đó các agency đó đã từng làm cho các đơn vị nào, đã từng làm cho những cái dự án nào, đã từng thành công hay là chưa, và đã từng có xuất hiện trên báo chí truyền thông hay không, hay là có công khai minh bạch những cái thông tin của người chủ hay là không. Đó là cái profile của họ. Rồi, cái profile thì là một chuyện, cái profile thì cũng có thể làm giả được, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tới cái yếu tố thứ hai, đó là các agency đó khi chạy cho các anh chị công khai minh bạch ngân sách hay không. Thông thường á, là các agency hay có cái trò chơi như thế này nè, đó là hãy chạy trên tài khoản của agency, bởi vì tài khoản đó là tài khoản đại lý, và tài khoản đại lý thì sẽ chạy rất là hiệu quả hơn những cái tài khoản cá nhân thông thường. Thì Hoàng xin được khẳng định với các anh chị luôn, cam đoan với các anh chị luôn là không bao giờ có chuyện đấy nhé. Không bao giờ như vậy đâu. Tại sao các đơn vị nó lại bịa ra những cái câu chuyện đó để nó lừa khách hàng, để làm cái gì? Đơn giản thôi, để nó ém cái phần chi phí của anh chị đi. Thông thường ví dụ anh chị chạy 100 triệu chẳng hạn vậy, thì nó chỉ đâu đó nó chạy nó tiêu cho anh chị khoảng tầm độ 60 triệu thôi, 40 triệu nó đút túi riêng, và nó sẽ không bao giờ nó sâu ra cái profit đó của bên nó chạy hết. Và đó là một cái bất lợi, và anh chị không biết là nó chạy như thế nào, quá trình nó làm cái gì hết. Nói nôm na giống vậy nè, anh chị xây nhà, anh chị thuê thằng thầu, mà cái thằng thầu đó nó nói là cứ đưa hết cho nó 1 tỷ đi, rồi nó tự xây nhà rồi kia đấy, nó tự mua được, miễn làm sao anh chị có nhà để anh chị để ở. Nhưng mà anh chị không quản lý được cái phần về chi phí nguyên vật liệu của nó, thế là nó rút bớt đi, nó xây nhà, nước nhà sập chết ai đền, đúng không? Đó, cho nên thành ra đó là một cái kinh nghiệm. Được chưa nào? Phải công khai minh bạch ngân sách, phải chạy trên chính cái tài khoản của anh chị luôn, hoặc nếu chạy trên tài khoản khác thì ít nhất là các anh chị được team view vào, các anh chị được remote vào, các anh chị được xem công khai cái tài khoản, cái chi phí mà nó chi tiêu trên cái tài khoản đó luôn. Yếu tố thứ ba này có lộ trình rõ ràng khi gặp các anh chị và trao đổi các vấn đề về kế hoạch. Nếu như trong trường hợp các anh chị gặp một cái đơn vị mà đơn vị đó nó nói là sẽ chạy ra khách cho anh chị, sẽ thế này sẽ thế kia, nhưng kế hoạch đâu? Không có kế hoạch.
đây là kinh nghiệm của em chạy rồi, cho nên là thành ra là em không có có kế hoạch gì đâu, chị cứ tin tưởng em đi, anh chị cứ tin tưởng em đi. Chết đấy anh chị, cái điều đó là chết chắc chắn luôn đấy anh chị. Nếu anh chị cứ tin tưởng rồi đến cuối cùng nó chạy không ra khách, kiếm nó ở đâu? Không lẽ chỉ có vài ba chục triệu bạc mà đưa ra tòa kiện, mà đưa nhau ra tòa kiện rồi sao nữa? Rồi bóc phốt à? Bóc phốt à? Mất công của ai? Mất công của anh chị trước. Mất công của anh chị trước. Và những cái đứa mà amateur giống như vậy á, thì nó đã gần như là nó quen với cái việc đó rồi, cho nên nó không sợ bóc phốt đâu các anh chị. Và gần như là Facebook nó dùng cái nick ảo là phần nhiều, chứ nó không có dùng nick thật. Yếu tố thứ tư mà Hoàng cần các anh chị lưu ý, yếu tố này cũng có thể có cũng có thể không, nhưng mà nó chiếm vào cái tỷ lệ quan trọng khá là nhiều. Đó là khi mà anh chị làm việc với các agency đó phải là partner của bên Facebook hoặc của bên Google. Lý do tại sao là partner của bên Facebook Google? Thứ nhất, nó sẽ không dám chạy tào lao đâu anh chị. Nếu như trong trường hợp nó chạy tào lao hoặc là nó ăn bớt ngân sách của anh hàng hoặc là thế này hoặc kia mà bị report á, là nó sẽ mất đi cái huy hiệu partner liền. Mà khi mà nó mất đi huy hiệu partner thì nó sẽ không được support từ cái hệ thống tài khoản nó về, không được một cái line support riêng. Mà nó không được một cái line support riêng đó thì cái hệ thống tài khoản nó cũng fail, tức là nó chết hàng loạt, chết dần, giống như cái đợt vừa rồi tài khoản bên Facebook đó, tài khoản Google chết quá thì chết luôn. Mà nói ngoài lề một chút xíu, thực ra tài khoản Facebook chết không phải vì nó ghét Việt Nam đâu anh chị. Anh chị đừng có nghe mấy cái thuyết âm mưu với ba với vẩn ở trên Facebook. Mà thực tế là do là Facebook đang bị lỗ thuật toán. Đơn giản là vì do cái gì Covid cho nên thiếu người nên nó áp dụng AI vào. Mà nó áp dụng AI vào á, thì đơn giản thôi, đó là cái hoạt động tần suất bất thường ở trên tài khoản thì nó cứ thế mà nó khóa thôi. Mà nó khóa thì nó xét duyệt cũng bằng AI, cho nên về hay không về thì do may mắn, nó do số phận của anh chị thôi. Rồi, và yếu tố thứ năm mà Hoàng muốn nói tới đó là các vấn đề về sự thấu hiểu lẫn nhau khi mà làm việc. Nếu như trong trường hợp các anh chị vô tình mà các anh chị gặp những cái agency mà các agency nói rằng là chị ơi bao nhiêu em chạy cũng được hết á, bao nhiêu chạy cũng ra khách hết, rồi em cam kết khách nét cho chị, em cam kết đơn hàng cho chị. Trời ơi, đời thủa nào mà có vụ cam kết đơn hàng trời, đơn hàng nó còn phụ thuộc vào sale mà, đúng không? Trừ khi bên cái công ty marketing đó mà nó có một cái team sale luôn á để đi bán hàng luôn cho anh chị á thì ok, nó cam kết được. Còn đây marketing mà lại còn cam kết đơn hàng thì đâu ra cam kết đơn hàng, cơ sở nào cam kết đơn hàng được? Mà cam kết đơn hàng ở đây dựa trên cơ sở gì? Có bộ phận sale hay không? Mà rõ ràng anh chị là người bán hàng chứ không phải là bên marketing. Không phải là bên marketing đâu. Cho nên thành ra cam kết đơn hàng kiểu gì cho anh chị vậy? Mà nếu mà nó cam kết đơn hàng được thì sao không, nó không tự chạy nó bán hàng luôn cho rồi. Bao nhiêu cũng chạy được, cái câu chuyện bao nhiêu cũng chạy được, nghĩ sao bao nhiêu cũng chạy được vậy? Anh chị thường nghĩ đơn giản thôi, ở nguyên cái Sài Gòn thôi đã biết bao nhiêu đơn vị chạy về marketing, đã biết bao nhiêu đối thủ của anh chị rồi, chạy cùng ngành với anh chị, cùng bán về quần áo thời trang, cùng bán về bất động sản, cùng bán về cái này, cùng bán về cái kia, làm gì có cái chuyện mà bao nhiêu chạy cũng được. Cái chi phí mà chạy trên một tháng để ra được cái hiệu quả nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ cạnh tranh của thị trường và cái số lượng đối thủ và cái số lượng vị trí quảng cáo hiển thị lúc đó có ở trên các cái nền tảng đó. Mà nếu như trong trường hợp mà các anh chị tin lời vào mấy cái ông thần ở trên mạng đó nói rằng là dạ bao nhiêu chạy cũng được, dạ em đảm bảo chạy có hiệu quả cho chị, là anh chị vứt tiền qua cửa sổ thôi. Anh chị vứt tiền cơ sở. Và đó là năm cái yếu tố để anh chị tìm được một cái agency làm sao cho nó uy tín, hoặc là tìm bên Hoàng cũng được. Rồi, nói cho vui vậy thôi, nhưng mà thực sự á, là bên Hoàng á, khi mà bên Hoàng làm á, bên Hoàng có một những cái quy chuẩn nhất định riêng, và thực sự là những cái tài chính của khách hàng là thứ rất là nhạy cảm, cho nên Hoàng luôn social toàn bộ tất cả những cái thứ đó ra, không bao giờ có cái chuyện mà bên Hoàng mập mờ về ngân sách. Nếu không hiệu quả về cái vụ này, bên Hoàng sẽ thông báo lại cho khách hàng ngay tức thì và chuyển sang cái vấn đề khác, chuyển sang dự án khác, chuyển sang hướng khác ngay tức thì, không bao giờ để im xìm như vậy trong vòng nguyên một tháng hoặc là hết cái chiến dịch là khách hàng hỏi kết quả đâu, không biết, là ra phéo. Và bên Hoàng có một cái team digital nó khá là tốt, và nhờ có những cái quy chuẩn về chất lượng như vậy cho nên thành ra bên Hoàng không quan tâm đến cái thị trường marketing đang có cái gì. Tại vì thực ra vị trí của bên Hoàng là agency chứ không phải supplier. Các anh chị đang làm với supplier tức là nhà cung cấp, tức là trực tiếp làm việc cho những đó. Còn bên Hoàng là agency tức là nhận tiền của anh chị về, nhận yêu cầu, làm những kế hoạch và có thể outsource khi cần. Ok, rồi video hôm nay thì đến đây vậy thôi. Mong rằng là với một cái short clip ngắn như thế này, anh chị có thể
hiểu được cái cách để mà mình làm việc với agency. Không nhất thiết là phải làm việc với bên Hoàng. Ở ngoài kia có rất nhiều đơn vị còn pro hơn cả bên Hoàng nữa, còn professional hơn cả bên Hoàng nữa. Nhưng cái vấn đề là tụi Hoàng muốn chia sẻ cho các anh chị, team Hoàng muốn chia sẻ với các anh chị những kinh nghiệm để tìm chọn những cái đơn vị tốt nhất. Làm ơn đừng bao giờ nghe những cái đứa mà nó cam kết, nó múa may quay cuồng bằng cái miệng mà nó không có kế hoạch, không có cơ sở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.